Cái phụ nữ thời nay nó thế mà. Bạn cay cú làm cái gì hả? Cay chứ sao không cay? Vì nó yêu cái thằng bạn thân nhất của tôi. Này, đừng có mà ăn nói linh tinh nhá. Tôi phải nói yêu nhau lúc nào? À, không phải là ông. Ý là từ khi mà nó rước hộ tôi cái của nợ kia ấy, nó xứng đáng trở thành thằng bạn thân nhất của tôi. Và tôi cũng mong là họ sẽ mãi cô đơn và sống trọn trăm năm. Thôi, bạn không việc gì phải buồn cả. Cuộc đời bạn đã có một người bạn thân nhất, đó là tôi. Một người bạn chí cốt như thế này, việc gì bạn phải buồn nữa, đúng không? Ông á? Ừ. Ôi dồi ôi, thôi bố ơi, khiếp bố, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa đổ sụt xịt thì tôi biết đằng nào mà lần. Thôi thôi thôi, không chơi đâu. Này, bạn nói như thế làm tôi buồn đấy, nhá. Thôi, tôi bảo này, để chào mừng cái ngày hôm nay bạn FA giống như tôi sẽ mời bạn một bữa thật là ngon luôn, được không? Thật à? Ừ, let's go. Anh vào được không? Này, anh mua cho em đấy. Đúng loại bánh em thích, ở cửa hàng mà em thích nhất đấy. Hả? Ăn đi. Đừng có tưởng em nhận bánh là em sẽ xì xóa cho anh. Thế em không ăn thì thôi anh mang đi vậy. Không. Sao? Em ăn chứ. Em ăn thì sao? Anh xin lỗi nhá. Nhưng mà em cũng phải hiểu cho anh. Em có bao giờ em nghĩ rằng là tại làm sao ấy, có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh ở trong nhà mình, anh không bao giờ anh nghi ngờ ai ngoài em không? Thì đúng. Em hay trêu chọc anh. Cái đấy em nhận, sợ đấy. Gì em không nhận. Cái vấn đề nó nằm ở vị trí đấy, em hiểu không? Em ấy giống hệt cái cậu bé chăn cừu ấy. Em đọc chuyện đấy rồi đúng không? Ừ. Đấy, đâm ra là nhiều khi ý, anh bị áp vào tâm lý của anh. Là có bất cứ cái chuyện gì là cái tâm lý anh nó luôn luôn nghĩ rằng là em làm. Không đúng. Cái này là do anh thiếu niềm tin nên là anh mới suy nghĩ kiểu như vậy thôi, không phải là do em. Em giỏi rồi. Thế bây giờ nhá, anh thử đặt lại địa vị của em đi. Lúc nào em cũng bị đổ lỗi, lúc nào em cũng bị khiển trách. Thế anh thấy thế nào? Anh chẳng thấy thế nào cả. Bởi vì anh không bao giờ đặt vị trí của anh vào em được. Anh không bao giờ anh làm như thế đâu. Anh là một người uy tín, không giống em. Thôi, ăn nốt cái bánh đi nhá. Xin lỗi mà như đi gây lỗi nhở. Sếp ạ. Ừ. Dậy đi. Gì? Dậy. Dậy làm việc đi. Công ty bao nhiêu việc đấy. Mày để cho tao yên đi. Cái thằng yếu đuối này. Tao không biết mày dùng biện pháp gì để vực lại tinh thần của mày. Nhưng mà công ty bao nhiêu việc, mày phải tập trung lên. Sắp sửa nhận một cái hợp đồng lớn rồi đấy. Mày cứ như thế này ý, tao không kham nổi đâu. Đứng lên. Thế nhưng mà đi đâu? Đi ra rửa cái mặt đi. Úi giời ơi, ông ạ. À, ông đi đi lại lại vừa thôi. Đằng nào người ta cũng sắp đến rồi. Dối cả mắt chứ. Ai mà chẳng biết. Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay tôi cứ thấy lo lo ấy ông ạ. Này, ngồi thẳng lên. Khép cái chân vào. Ngẩng cái mặt lên đây xem nào. Sao mặt của ông hôm nay nó cứ phèn phẹt nào nhỉ? Này, tao đạp cho mày một phát mày ra kêu mày tin không? Cái gì? Thằng danh này. À, nói chung là tôi cảm giác nhỉ, như là hôm nay cứ có một cái điều gì mà nó bị... Nó cũng có một cái điều gì mà nó không hợp phong thủy không ạ? Nói chung là tôi... Chào anh. Chào cậu. Tôi là Tùng, giám đốc của công ty Friends Media. Còn đây là Tuấn, phó giám đốc công ty.
Mày làm cái gì mà như kiểu ăn thịt đối tác thế? Giới thiệu đi. Khỏi phải giới thiệu. Đây là thằng bạn thân nhất đời của tao. Cái thằng mà có cái sở thích lạ đấy á? Đúng rồi đấy. Tôi nghĩ ông không cần phải làm nữa đâu. Ông không tin tôi à? Cái vấn đề ở đây nó không phải là tin hay không tin. Thế thì tại sao? Không làm sao cả. Thế thì có chuyện gì thì ông nói thẳng toẹt ra tôi đỡ khó chịu xem nào. Thế làm sao phải vòng vo? Anh ơi, bên đối tác nói là mình đưa ra giá cao quá anh ạ. Anh đã giảm cho họ một nửa. Giá như thế là hợp lý quá rồi còn gì nữa. Thái độ của họ không khác gì xe đổ đèo cả. Cua nhanh, phanh không kịp, chóng hết cả mặt. Thôi được rồi, việc này để anh giải quyết cho. Anh ơi, nếu mà mình giảm nữa thì không có lãi đâu. Anh biết rồi, việc này để anh giải quyết. Em cứ về làm việc đi. Vâng. Kìa, không nghe thấy em gọi gì à? Anh Tùng, sao thế? Sao thế? Công ty anh phá sản à? Mày không nghĩ ra được chuyện gì tử tế hơn à? Thế thì anh thất tình à? Cãi nhau với thằng Tuấn. Hả? Hai người rất là thân nhau, bây giờ lại cãi nhau. Thế là làm sao? Bây giờ anh hỏi mày nhá. Nó gặp đối tác với anh. Nhưng cái thằng đối tác đấy lại là thằng bạn thân của nó. Mà cái thằng bạn thân đấy của nó bây giờ lại quay sang yêu con người yêu của nó. Anh bảo với nó rằng là nếu mà mày cảm thấy mày không thích gặp nó nữa thì mày tránh đi đi. Nó quay sang nó dỗi anh. Anh hỏi mày nhá, chuyện đấy bây giờ đúng hay là sai? Anh sai là cái chắc. Sai là sai thế nào? Hả? Em mà là anh Tuấn nhá, em cũng giận anh. Nhưng mà giận về chuyện gì? Sao anh nghĩ đơn giản thế nhở? Anh cứ cho thế là tốt. Nhưng mà anh đã hỏi ý kiến anh ấy chưa? Chưa. Đấy, anh hành động rất là cảm tính với cả chủ quan nhá. Anh Tuấn ấy, lúc nào anh cũng làm việc rõ ràng, rành mạch. Anh ấy không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Thế còn anh thì sao? Tao không hiểu bây giờ là thằng Tuấn nó là anh ruột mày hay tao là anh ruột mày nữa cơ. Hả? Em không bênh ai cả. Nhưng mà nói thật ấy, anh xin lỗi anh ấy đi. Thế còn vụ kia? Vụ nào? Thì vụ làm ăn với đối tác ấy. À, cái vụ đấy á, bây giờ anh nhỡ nói ra rồi còn gì. Nói ra rồi thì phải làm thôi, chả lẽ rút lại lời. Mình có phải là trẻ con đâu, đúng không? Vấn đề ở đây ấy, là từ trước đến giờ ở công ty thằng Tuấn nó vẫn lo vụ tài chính. Tự nhiên bây giờ anh phải tự bơi. Đúng này, chả có cái dạy nào giống cái dạy nào. Em, anh Tùng đâu? Sếp Tùng đi gặp đối tác rồi anh ạ. Đối tác bên nào? Đơn vị tên Lê CEO anh ạ. Thế anh ấy sang bên đấy làm gì? Cũng là do bên dùng Việt anh ạ. Anh Tùng anh nhịn bên đấy như nhịn cơm sống ấy. Họ thì muốn giá thấp mà yêu cầu thì lại cao. Như thế thì chỉ có thánh sống mới làm được. Thế anh ấy đã có phương án chưa? Dạ anh ấy đang gặp đơn vị tên Lê CEO để đàm phán đao giá đấy anh. Vâng, được rồi. Có gì có kết quả thì nhắn cho anh cái tin nhá. Vâng ạ. Không ngờ anh vẫn còn ngồi ở quán này cơ đấy. Sao? Không quên được tôi à? Thực ra là bạn tao không hề phản bội mày. Vấn đề nằm ở chỗ mày không hề quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Cô ấy cần gì, cô ấy muốn gì mày đều không biết. Sao mày nghĩ là tao không quan tâm đến cô ấy? Nếu như mày quan tâm đến cô ấy, tại sao cô ấy lại lựa chọn rời bỏ mày? Hùng này, có những thứ mà mày biết hay tao biết
chưa phải là những điều mà chúng ta nên biết. Mày có đủ thông minh để hiểu điều tao nói không? Tao sẽ không hợp tác với bọn mày nữa. Này, tao thách mày tìm được một đơn vị nào có mức giá thấp hơn trong tầm chất lượng đấy đấy. Còn nếu như mà mày mang chuyện này ra để dọa tao ấy, thì xin lỗi, mày ngu. Vì rõ ràng chuyện đấy không hề có lợi cho mày. Mày phải nhớ, anh em mình cần tiền để trả lương cho nhân viên. Tiền nhà, tiền điện, đủ các thứ tiền trên đời. Cất mấy cái chuyện cá nhân của mày lại đi. Dẫu gì, tao vẫn muốn là mày không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Vì xét cho cùng ý, người đáng lẽ ra phải trút giận là tao, chứ không phải mày hay nó. Nhưng mà tao chưa hề đụng đến một cọng tóc của mày đâu. Ông thấy các điều khoản ở trong hợp đồng này thế nào? Cũng tạm ổn rồi. Vậy thì ngày hôm nay ông ký luôn chứ? Ok. Tôi rất thích làm việc với ông. Không như cái thằng kia. Nói ra câu nào nó ức chế câu đấy. Hôm trước nó bảo với tôi là tôi không ký hợp đồng với bên công ty ông. Thì tôi là một thằng ngu. Vì như thế tôi chẳng được lợi lộc gì cả. Nó mới là thằng ngu ấy. Không ngu sao con bồ nó lại bỏ theo tôi? Vì tôi có tiền. Rất nhiều tiền. Ông Hùng này, tôi biết mối quan hệ của ông với tôi là hợp tác làm ăn với nhau. Nhưng mà Tuấn nó là phó giám đốc của công ty tôi. Không những thế còn là bạn thân của tôi nữa. Nếu như ông không tôn trọng nó, cũng có nghĩa là ông không tôn trọng tôi. Tuấn nó cũng đáng được trân trọng như thế. Ông hiểu chứ? Xứng đáng á? Nó không chỉ ngu mà là một thằng hèn. Câu trước vừa chửi, câu sau đã van xin tôi. Không làm ảnh hưởng đến công việc rồi. Không có tôi, cái công ty bé tí của ông ấy chắc gì được cái hợp đồng béo bở như này. Này, ông làm cái trò gì đấy? Thì cái hợp đồng béo bở của ông ấy, đối với tôi ấy, nó chỉ là rác thôi. Này, ông bảo ai rác rưởi đấy? Bình tĩnh, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Tức giận nhiều ấy, không mọc được tóc đâu. Ông Hùng này, mình là người lớn, mình nên cư xử đàng hoàng tí. Ở đây có camera đấy. Ông phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình nữa. Thế nhá. Chào. Tiếc quá anh ạ. Bao nhiêu công sức mình lên kế hoạch, xây dựng dự án, cuối cùng bây giờ để mất mất cái hợp đồng này rồi. Không sao đâu. Anh em cứ cố gắng làm việc chăm chỉ, kiểu gì cũng sẽ có hợp đồng mới đến với anh em mình. Vâng. Ừ. Nhưng mà không được nói chuyện này với Tuấn đâu đấy nhá. Ơ, thế có chuyện gì đấy hả anh? Ừ. Anh sợ cậu ấy sẽ lại nghĩ linh tinh, hiểu không? Có chuyện gì liên quan đến anh Tuấn á? Đối tác mà anh em mình vừa mới hủy hợp đồng ấy là bạn của Tuấn. Bạn bè kiểu gì lại xôi chè luôn cả người yêu của bạn. Thế hả anh? Ừ. Mà này. Dạ. Cậu là hay buôn dưa lê bán dưa chuột lắm đấy nhá. Chuyện này mà để lộ ra nhá, viết đơn xin nghỉ việc, nhớ chưa? Vâng ạ. Đi về làm việc đi. Em chào anh ạ. Ừ, hello em. Sao? Sao lại không ký được hợp đồng? Tưởng là quyết tâm sắt đá lắm cơ mà. Thì mặt thằng đấy nó hãm quá, hủy luôn. Nó làm gì mà hãm? À, nó nói xấu ông. Nó bảo ông rằng là một thằng hèn, một thằng không có lập trường, một thằng suốt ngày quỵ lị về gái, không biết giữ người yêu, đâm ra là người yêu mới đi với người khác. Tôi điên quá, tôi hủy luôn hợp đồng. Khốn nạn thật. Thế rồi như nào? Như nào? Tôi bảo với nó rằng là Tuấn là bạn của tôi, ông không được phép xúc phạm nó. Nó còn là phó giám đốc của công ty nữa. Ông xúc phạm nó không khác gì là xúc phạm tôi. Tôi đứng lên, tôi cầm hợp đồng, tôi làm xoẹt phát. Mất luôn 1 tỷ. Trung ơi. Mày đúng là thằng bạn thân nhất đời của tao đấy. Cái thằng Hâm này, nó xúc phạm mày là không khác gì xúc phạm tao, hiểu không? Mà tao với cả mày ấy, cùng ghét một thằng, tình bạn của anh em mình càng ngày càng gắn kết hơn, hiểu chưa? Hôm trước tao hơi nóng,
đừng giận tao nhá. Thằng em mới bị hâm à? Hả? Giận gì? Tao phải là thằng xin lỗi mày ấy. Không phải là tao không tin mày, mà là tao muốn đơn thân độc mã chiến đấu với thằng đấy, để cho mày không phải nhìn vào cái mặt hãm của nó. Công nhận với mày, mặt thằng muốn đấy nó hãm thật ý. Tùng ơi, nếu như mà cuộc đời này nó có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa ấy, thì tao với mày vẫn là hai thằng bạn thân nhá. Đương nhiên.